Dịch bệnh COVID-19 khiến thị trường bất động sản chững lại, nhiều phân khúc có xu hướng giảm giá mạnh và đây cũng là cơ hội để người mua có thể sở hữu bất động sản với giá hợp lý hơn. Thực tế, trong 3 tháng đầu năm, thị trường bất động sản vẫn có những tín hiệu tích cực và khởi sắc ở một số phân khúc, trong đó bất động sản nhà ở vẫn cho thấy nhu cầu cao của người dân. Thống kê mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, phân khúc bất động sản nhà ở vẫn chiếm tỷ lệ lớn nguồn cung mở bán, chỉ có condotel là ảm đạm nhất trong quý 1 với chỉ một dự án mở bán ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở phân khúc căn hộ, trong quý 1 có khoảng 8.363 căn hộ được bán ra thị trường, trong đó hơn một nửa là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là thị trường Hà Nội chỉ có một dự án mới được mở bán với tổng nguồn cung trên 1.100 căn. Tiếp đến là phân khúc đất nền vẫn đang diễn ra khá sôi động với tổng số nguồn cung mới ra thị trường trong tháng 3 đầu năm là 5.800 nền. Sản phẩm đất nền vẫn đang là kênh đầu tư được ưa chuộng nhất trên thị trường. Tuy vậy, nguồn cung này so với cùng kỳ những năm trước giảm sút đáng kể. Thông thường, mỗi quý ở thời điểm thị trường sôi động có tới hàng chục nghìn căn hộ cũng như condotel được mở bán ra thị trường. Theo nhận định từ các chuyên gia, năm 2020 được dự báo thị trường bất động sản không có quá nhiều nguồn cung. Chẳng hạn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ có 6 dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, còn tại Hà Nội số dự án cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số dự án đưa ra vẫn có tính thanh khoản khá tốt. Trong khi đó, Việt Nam đang là một đất nước phát triển, dân số trẻ nên nhu cầu về nhà ở đang rất lớn. Chính vì thế, thời điểm này lại là cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực. Giới kinh doanh cho rằng dịch COVID-19 khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều chủ dự án buộc phải gia tăng khuyến mại để thu hút người mua, còn thị trường thứ cấp, nhiều nhà đầu tư cũng sẽ phải cắt lỗ, bán tháo do áp lực về tài chính. Trong khi đó, dịch bệnh cũng khiến hoạt động đầu cơ bị triệt tiêu, sẽ không có những cơn sốt hay làn sóng đầu cơ vào bất động sản. Chính vì thế, thời điểm này chính là cơ hội tốt để người mua bất động sản với giá hợp lý hơn, thậm chí là rẻ hơn so với thời kỳ nóng. Cùng quan điểm, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, trong lúc này, chỉ có những người có nhu cầu thực sự về nhà ở mới bỏ tiền mua bất động sản. Dịch bệnh lần này sẽ không gây ra mối nguy hiểm quá lớn cho thị trường bất động sản. Thậm chí, nếu nhìn ở góc độ tích cực, nhiều người sẽ mua được nhà nhờ giá bán có thể được điều chỉnh giảm. Đó cũng là một điểm tốt cho thị trường. Ông Dương Đức Hiển, nguyên giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở Saville Hà Nội lại cho rằng, ở khía cạnh nào đó, giai đoạn này cũng tạo cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực, bởi mua nhà ở thời điểm này sẽ có nhiều lựa chọn ưng ý, ít cạnh tranh và có khả năng nhận được những ưu đãi tốt từ các chủ đầu tư dự án. Những người có nhu cầu ở thực có cơ hội để mua được bất động sản với giá cả hợp lý và không sợ bị ảnh hưởng bởi giới đầu cơ hay đầu tư lướt sóng. Còn theo ông Sử Ngọc Khương, giám đốc cao cấp Saville Việt Nam, không vì thị trường khó khăn mà nhà đầu tư rời bỏ thị trường, dòng tiền của nhà đầu tư có thể phân bổ nhiều nơi, nhiều kênh khác nhau, nhưng với nhà đầu tư có kinh nghiệm ở lĩnh vực bất động sản lâu năm thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, mặc dù cách phân bổ dòng tiền của họ sẽ theo xu hướng chắc chắn, an toàn hơn, nhưng khi bỏ tiền vào bất động sản cũng chính là cách họ gia tăng giá trị tài sản một cách nhanh nhất. Thực tế, trên thị trường hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn đang âm thầm tìm kiếm bất động sản ở các khu vực ăn theo các công trình hạ tầng giao thông lớn, mật độ thấp, các dự án có pháp lý rõ ràng. Có thể kể đến những khu vực mà giới đầu tư vẫn âm thầm gom đất như Nhơn Trạch, Long Thành ở Đồng Nai hay khu vực khu công nghệ cao Hòa Lạc.